Hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã, thật ý nghĩa để đón chào 500 cán bộ, hội viên, hội phụ nữ, chi huyện, thành phố ạ. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Màn đồng diễn trên nền nhạc bài ca Phụ nữ Vĩnh Phúc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Quy, biên đạo Minh Thuận, xin phép được bắt đầu. Tam đảo yên lạc bình xuyên phúc yên, chị em ta vốn như hoa nở giữa đời, việc nhà việc nước luôn sẵn sàng và đảm đang, giỏi giang trung hậu góp sức chung lòng vì quê. Quá tuyệt vời. Xin được cảm
500 cán bộ, hội viên của các hội Liên hiệp Phụ nữ 9 huyện thành phố về với chương trình ngày hôm nay đã có một màn biểu diễn đồng diễn hết sức đặc sắc dành tặng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khán giả tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin một tràng pháo tay thật ý nghĩa của tất cả quý vị khán giả để cùng cảm ơn các cán bộ, hội viên Hội Phụ Nữ 9 huyện thành phố. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một không khí hết sức tuyệt vời, vui tươi, phấn khởi tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên trong buổi tối ngày hôm nay. Và vừa rồi chúng ta được đón xem một màn biểu diễn, vâng ạ, đặc sắc nhất của các cấp hội Liên hiệp Phụ Nữ trong tỉnh Vĩnh Phúc của chúng ta từ trước tới nay. 500 cán bộ hội viên tham gia màn đồng diễn trên nền nhạc của bài hát, bài ca Phụ Nữ Vĩnh Phúc sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quy, phần biên đạo của nghệ sĩ Minh Thuận. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới các cán bộ hội viên của Hội Phụ Nữ.